Hello, welcome back to my channel Start Scale Go. Fresh Water, Sydney. Cửa đã mở rồi và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại trên chiếc xe ô tô. Go back to bed. Go back to the cars. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Này chắc rơi ở trên tầng rồi.
Never eat. Never lie. Never turn. In Zion. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập game thứ 3. Let's go. Cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là ba ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có những câu hỏi riêng. Thì đó thì các bạn sẽ trả lời trong câu hỏi 1. Và khi trả lời đúng ba câu hỏi, các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng. Đó là một ngôi nhà cuối cùng. Và đó là các bạn sẽ chuyển sang level 2. Và level 2 tại game này cũng giống như tại game 1. Tại game level 1 này, đó là các bạn cũng đi trên đoạn rừng như này, rừng như này. Thì đó thì những câu hỏi nó sẽ khác nhau. Và các bạn lại tiếp tục trả lời những câu hỏi đó sang level 3, level 4, level 5, level 6, ok. Và câu hỏi đầu tiên, chơi tôi với bao tôi, oh my god. Khi chúng ta phát hiện ra các bạn thì các bạn không thể nào chạy yêu, và các bạn sẽ phải cố gắng làm sao để thoát khỏi ra. Bằng cách đó là các bạn sẽ phi chiếc máy bay.
khi mà ông ta phát hiện thì các bạn không thể nào chạy được. Ông ta đi quá là nhanh luôn. Wow, ông ta khá to. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Let's go. Free so much. Chúng ta đang gần đây. Phải tìm một chiếc búa Finza Hammers. The Brisbane Lock. Chiếc khóa. Free cây gift from home. Bạn sẽ phải tìm một chiếc chìa khóa. Oh my god, không nhìn thấy ông ta đâu, mà đã bị ông ta tiêu diệt rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang game thứ năm. Surrender, Rising, Free. Ở thời điểm này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả những mô hình được gắn trong map ở đầu này. Gần đây có một thứ. Khi ông ta phát xuất hiện thì lúc đó các bạn sẽ phải quay đi thật nhanh để tránh tình trạng gặp ông ta lâu. Khi các bạn nhìn ông ta lâu thì lúc đó thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay, cho nên các bạn phải tránh tình trạng gặp ông ta lâu. Đi xuống đây nào. Mô hình thứ 3.
Adios. So, okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ sau. Surrender Watching. Ngoài đây có một thứ. Đây là một nơi như kiểu bỏ hoang khá lâu rồi. Trong này khá rộng nha, nó đúng như là một mê cung. Khi bạn ta càng tìm kiếm nhiều, thì đó ta càng xuất hiện càng nhanh. Chúng ta đang khá là bực bội. Oh my gosh. Wow. Ok, Surrender 2. Ở game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những con ma. Gần đây có một con, các bạn sẽ đến gần và chụp ảnh đó. Đây là các bạn sẽ phải săn luôn. Nếu không cẩn thận nó sẽ chạy ngay. Ok. Thank you.
mà thôi ba. OK, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đây là vào lúc ban đêm. Nếu bạn nào thích chơi cảm giác mạnh thì các bạn có thể chơi ban đêm như thế này. Mỗi lần gặp Slenderman, các bạn sẽ khá là giật mình. Trên tầng rồi. Mình sẽ phải đi tìm nó lên trên tầng. Như thế các bạn sẽ đi tiếp xung quanh tìm kiếm tất cả là bờ gamma, và sau đó các bạn sẽ hoàn thành game và thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman. OK, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.